Chào mọi người, video mua sắm thông minh lần này tiếp tục series về những mẫu vòi sen. Ở tập trước thì mình đã giới thiệu với mọi người về những mẫu sen vòi ở showroom của Highwin có mức giá dưới 6 triệu. Và trong tập lần này thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một mẫu sen vòi mà có giá cao hơn hẳn, đó là KF111. Mẫu sen này thì có giá tới 10 triệu 670 nghìn. Vậy thì tại sao nó lại có giá cao như thế nhỉ? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Vòi sen KF111 sở hữu tới 5 đầu vòi, mỗi đầu vòi lại có thêm nhiều cơ chế xả nước. Mẫu sen này tạo cảm giác khỏe khoắn, đặc biệt phù hợp với những không gian phòng tắm rộng. Nếu như bạn là người yêu thích những thiết bị to, khỏe thì bạn sẽ không thể bỏ qua mẫu KF111 bởi bát sen của KF111 sở hữu tới 2 chế độ phun nước cho bạn tận hưởng làn nước thật sảng khoái theo những cách khác nhau. Các lỗ phun nước phân bố rộng trên khắp bề mặt bát sen, giúp nước có thể chạm tới mọi nơi trên cơ thể. Bề mặt sen tay cũng có thiết kế tương tự như bát sen. Đặc biệt, tay cầm còn có nút gạt để thay đổi chế độ phun nước của vòi. Bạn có thể dễ dàng chọn chế độ phun nước yêu thích. Bát sen, tay sen đều được xử lý bề mặt rất tinh tế với màu sắc xám đen bên trong, bên ngoài mạ màu inox sáng sang trọng. Chỉ cần như vậy thôi, không gian nhà bạn đã thêm phần thẩm mỹ. Hiếm có bộ sen nào trên thị trường lại trang bị cả thiết bị vòi massage tiện lợi như bộ KF111 này. Từ thiết kế cho đến thao tác sử dụng của vòi đều rất đơn giản, dễ thực hiện. Vòi có thể xoay 360 độ, góc phun nước rất rộng. Hơn nữa, phần đầu vòi cũng có thể điều chỉnh tới 3 chế độ phun, đa dạng trải nghiệm của bạn dưới làn nước. Đây cũng là một bộ phận vòi rất thú vị với 2 chế độ xả nước được điều chỉnh bằng cách xoay đầu vòi. Ngoài ra, vòi cũng có thể xoay 360 độ ở khớp nối với phần củ sen. Bộ phận vòi xịt quá tiện cho người dùng khi mới đi mưa về mà cần rửa tay chân. So với vòi xịt thông thường chỉ có nước lạnh thì vòi xịt của KF111 còn cấp cả nước nóng, giúp cho trải nghiệm trong mùa đông của bạn thoải mái, dễ chịu hơn. Với 5 đầu vòi như vậy thì Highwin tin chắc là bạn sẽ có một trải nghiệm tắm gội vô cùng là dễ chịu và sảng khoái. Còn gì đáng mong chờ hơn việc trở về nhà và được vỗ về xoa dịu bằng một thiết bị tuyệt vời như vậy chứ? Hãy đến ngay showroom của Highwin tại tầng 3 tòa nhà The Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội để được tận mắt ngắm nghía sản phẩm và được tư vấn sâu hơn về sản phẩm nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau.